gọi điện về xong rồi nó gửi cái clip về, đấy là tôi đăng lên nghe. Clip thì có đây rồi, 5 phút nữa up lên YouTube, 10 phút nữa là có toàn quốc. Do cái gì? Up lên YouTube. Cho up lên YouTube. Quay thoải mái. Ai đánh để lại chuyện này. Quay lên đi con. Quay lên. Mày bảo mẹ chú nào. Bây giờ phải có cái ghi âm là phát biểu. Ghi âm đi. Ai hỏi. Cô làm gì? Không chen được nữa. 27 Quỳnh à. Mày tuổi trẻ quá nhập được. Ôi chết thì mấy hôm rồi. Hôm nay là 3-4 hôm rồi. Hôm nay 3-4 hôm rồi thì pháp y thì mổ thì như thế nào? Mổ xong thì làm là đi đến kết luận, tức là kết luận là không khỏe, không có dấu vết đánh mà say rượu ngã, say rượu chết. Và theo như những người ở đấy thì có những cái tác động bên ngoài, ví dụ đấm đánh hay gì không cô? Có nghĩa là đánh gãy hết răng và lòi một bên mắt. Đồng ấn vào cống. Rồi, ấn vào cống. Ấn vào cống. Lôi hôm nay là ở ngoài Quan Tiên. Rồi, để tiến về chỗ úp lên mạng quốc tế. Rồi
là ra chỗ quan, là chưa quay quan như nào rồi nhỉ? Chưa quay quan như nào đâu. Rồi cho hỏi bà quan nhá. Đi chào bác, đấy cứ đi như thế. Đây quay chăm, dịch lên, dịch lên, dịch đi vào giữa, đi vào giữa. Rồi đó, đúng rồi, đi thế này nhá. Nhìn ngoài ở đằng sau quá đầu
chậm chậm chậm. Chị ơi, quay chế bác mang máy lên đây. Quay chế mang máy Galaxy rồi. Từ sau. Chào 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 Come on, come on, come on!
giới thiệu đưa mẹ cái thứ mẹ này gần hết rồi, mẹ đi chụp quay mẹ nét. Rồi tẹo chưa?